vì tôi là ở quê là Nghệ An ấy, nhưng gọi là con người Việt Nam đi mưu sinh vậy thì mình cảm thấy đọc lên thấy thấy rất đau lòng, xót xa thật. Một bạn nó viết ở trong đang đang viết tin nhắn luôn ấy, là gửi để gửi về cho bố mẹ là con không không thể qua được gì đấy, đọc nhiều khi muốn rơi nước mắt luôn, gọi là cảm xúc là lúc đấy nó tuôn trào luôn, thế là đau lòng xót xa. Trong trong những cái bình luận đấy thì có người bình luận gọi là người ta cũng cảm thấy thương tiếc đau lòng cho một số người đấy, nhưng mà có những người lại nói ví dụ là đi đi chui này nọ gì thì ấy ấy đấy, thế mình cũng không thể nói được, gọi là người ta cũng vì vì cuộc sống người ta cũng như mình vậy, không may mắn thì đôi khi mình không may mắn thì mình bị như người ta là sao, là mình không được bình luận những câu mà khi cảnh nó xấu đi, vì đường nào người ta cũng mất rồi, người ta cũng mất rồi, mình chỉ cầu mong cho người ta được siêu thoát thôi, an nghỉ cho nó ấy hơn, chứ mình không được nói gì gọi là nói gì xấu về một người đã mất. Đối đối với tôi không bao giờ có những ý định mà nói gì nói xấu gì với một ai mà người ta đã mất, ai cũng vậy, đi thì mình đi thì đi ra làm, đi các nước khác làm thì trông là may mắn, nhưng mà đối với những nạn nhân đấy thì người ta không được may mắn. Mà đọc cái tin 39 người bị mất đi đó thì cảm giác trong tôi cũng thật rất chi là đau xót và buồn cho mọi người, cũng vì không phải là người anh em bạn bè của tôi nhưng mà cũng là cùng quê hương của mình ạ, đi nước ngoài để làm ăn thì mỗi người một có một số phận thì do mấy bạn cũng không được may mắn nên là đã bị như vậy, thì mình cũng rất buồn và đau xót cho các bạn và người nhà của các bạn. Mọi người cùng cố gắng kiếm một cái con đường nào đó để làm ăn, thì do không may mắn thì gặp tai nạn như vậy thì mình cũng phải là chia buồn cho người ta, chứ đừng có nên bình luận như vậy, bởi vì con người Việt Nam mình cả không phải là anh em bạn bè thì cũng là đồng hương rồi, cùng quê cùng Việt Nam mình cả, nên là mình phải thông cảm cho người ta. Bởi vì Nghe tin 39 người thiệt mạng ở Anh thì cảm xúc của tôi đầu tiên là thương xót, và cùng hoàn cảnh những người con xa quê thì đau xót, và nói chung mình cũng đồng cảm một phần nào đấy. Theo tôi thì cái vụ 39 người ở thiệt mạng ở Anh đấy thì tôi rất là thương tiếc và chia buồn cùng gia đình. Nhưng mà trên mạng xã hội có một số ý kiến trái chiều thì không nên. Còn tôi là nói chung đồng cảm với những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn đấy.